À, tôi tên là Huỳnh Trung Chính, Dạ. sinh 1959, Dạ. ở bên Mỹ, ở Cali. Kể cái câu chuyện mà bắt đầu từ lúc mà anh biết được ông Dẫu là đi rồi anh đi trị bệnh của ông đó anh. Anh chia sẻ với khán giả được biết được không ạ? Năm 2014 khi mà tôi về Việt Nam á, thì tôi nghe có một số bạn nó nói là ở Bình Thuận á có một cái ông lương y, ông thần y, ông trị bá bệnh mà trị rất hay. Thì tôi cũng muốn biết cái chuyện nó như thế nào thì tôi mới ok cho tôi đi, với tôi đăng ký tôi đi ghi danh đi. Thì sau khi ra đó đó thì buổi sáng sớm tôi mới lợi ngay chỗ gần cái cửa sổ của ông Võ Hoàng Yên, đó là chùa Hưng An Tự ở Bình Thuận á. Thì tôi kiếm cái cửa sổ để tôi ngồi, tại tôi biết người ta sắp hàng đó dài 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 nhiều lắm. Thì trước mắt tôi chứng kiến như như vậy nè. Tôi thấy đầu tiên ổng xuống, người ta vỗ tay rất là nhiều, rất là đông. Thì cái người đầu tiên ổng trị đó là, tại tôi ngồi đó hồi là 4 5 giờ sáng rồi. Cái người đầu tiên ổng trị là cái người đó, ổng hỏi cái đứa đó, hỏi ồ bị sao. Thì nguyên cái dãy đó khoảng chừng hơn 10 người, tôi thấy ngồi sắp hàng hơn 10 người. Thì cái bà đó bà lên tiếng, đâu con tôi ở tiểu bang ở bên Mỹ đó, tiểu bang gì tôi quên rồi. Thì nói con tôi bị mù bẩm sinh. Thì cái ông này ông nói đâu đưa coi coi, giỡn mắt. Ông dở dở mắt ra, ông nói rồi không có sao. Ông mới lấy một cái cọng rau trai nằm trong một cái tô nước, ông mới dập cái con mắt của cái thằng đó, cái người mù cho khoảng chừng hai mấy tuổi à. Ông mới thọt 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 trong con mắt á, ông thọt 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 nhiều chỗ nhiều gì đó. Rồi xong cái ông dở bên đây, ông thọt 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 chà chà trên cái đầu. Xong cái ông nói đâu mở mắt ra coi. Cái thằng kia nó nhướng nhướng nó mới mở con mắt ra. Cái nó nói ồ thấy rồi. Ông mới nói là thấy nhưng mà rõ không? Thằng này nó nói chưa có rõ. Cái ổng mới cầm micro mà ổng nói là có ai muốn người này thấy rõ không? Người ta ra cái ào muôn vỗ tay. Xong cái ổng mới lấy cái tay ổng làm gì trong cái đầu với con mắt, làm bớp 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 gì đó, đại khái trong vòng khoảng chừng chắc 10 20 giây gì đó đại khái. Ổng nói mở mắt ra coi. Thì thằng kia mở mắt ra. Ổng thấy rõ chưa? Thằng này nó nói dạ rõ. Ông Võ Hoàng Yên mới nói rõ rồi thì đứng dậy cho người kế tiếp đi. Ta vỗ tay quá chừng quá đất. Anh mi nói trời đất ơi, trên đời này tại sao lại có một thần y, cái người mù bẩm sinh tại sao trị được? Anh mới chờ anh dò cái đầu vậy nè, anh không tưởng tượng nổi. Thì cái người kế tiếp, ông nói người kế tiếp thì ông đang soạn soạn chuẩn bị nói, đang nói thì tự nhiên, à cái khúc này nữa anh quên cái nữa. Lúc mà người đó đi ra đó, đi ra một cái vòng chữ U mới ra ngoài cổng cửa kia, thì đi nửa chừng cái tay cái người đó làm vậy nè, thì ổng mới vỗ cái tay người đó một cái. Ổng nói là thấy đường rồi còn rờ rờ mò mò chi nữa. Cái thằng đó mới để cái tay xuống. Thì nó đi rất là chậm, nó rất là chậm ra. Thì tí xíu nữa ông đang chuẩn bị trị một cái người mù kế này, thì ở ngoài nói gì đó, ổng mới nói sao có gì trở ngại. Thì cái bà kia nói thầy ơi thầy, bây giờ nó thấy đường nó đi rồi nhưng mà sao nó đi chậm quá. Thì ông Võ Hoàng Yên ổng mới nói là đâu vô đây coi coi, tại thường thường mấy người mù á người ta đi rất là chậm, người ta đi từng bước người ta mà mờ, cho nên cái chân giờ nó quen rồi, đem vô đây coi. Thì ổng mới đem, ổng để vô cái thằng đó nó ngồi trên cái ghế. Ổng mới đo, ổng nói rồi hồi đó giờ đi chậm quá giờ bị chân thấp chân cao rồi, cho nên là thôi vô đây không sao. Ông nói nè chân thấp chân cao nha vậy. Thì ổng mới nói để sửa lại. Thì có một hai người phụ vịn ổng thì ổng giật giật một hai cái mấy cái đó, đại khái ông nói rồi đi rồi đứng lên coi. Cái thằng kia đứng lại nó đi thử coi. Cái thằng kia nó đi giống như người bình thường. Ông nói chúc mừng đi, mọi người vỗ tay qua chừng dưới cái quá chừng quá đất, vỗ tay luôn, xung quanh nó ồn ào. Anh mới không tưởng tượng trong đời của anh gặp một cái ông thần y rồi chứ không còn gì nữa hết.
Thì lúc đó nhiều người lấn coi lắm. Thì anh coi, lúc mà anh coi tới lúc đó là mắt anh nó còn có chút xíu để ngó vô cái cửa kiến vậy nè. Thì anh mới thôi nhường cho người ta, anh mới ra anh ngồi cái võng mà ngay chỗ cái giường đó, giường cao su. Thì anh ngồi đó, anh mới ngồi, anh nói không tưởng tượng trên đời này nữa. Thì cái bà bán nước đó, bà nói, ủa anh sao mà ra đây, bà hỏi thăm cho anh. Thì anh mới nói là, ờ, trời tôi không ngờ trên đời này có một vị thần y như vậy. Cái bà đó mới nói với anh là, trời ơi chuyện này chuyện nhỏ, mấy người mà khiêng xe lăn ra là chút xíu anh trị, chút xíu ra đứng đi sòng sọng luôn. Anh nói trời ơi, có chuyện đó sao? Cái bà mới hỏi anh là anh bị cái gì. Anh tâm sự, anh mới nói tôi nói nghe, tôi bị thối quá cột sống, cho nên cái đùi tôi, cái chân tôi nó bị tê tê, khó chịu, rất khó chịu. Cái nói anh đăng ký hỏi thăm vòng vòng thôi. Hồi thì bà mới nói là anh mà muốn gặp ổng á thì anh phải lại nói với mấy cái người mà đang ngồi sắp số thứ tự, sắp số đó, anh nói với nó tại chùa đang cần tiền để xây dựng chùa, thì anh lợi đó thì anh đóng góp, anh nói chuyện nó coi được hay không đó, nhưng mà tùy ăn thu đằng đó. Thì lúc này tôi suy nghĩ, tôi là cái thằng đi muộn hết, cuối cùng nhất đi ké xe người ta, đi ké cái xe cái người mà tổ chức đó. Mà hình như tôi nghe nói đâu là trong đó chỉ có một người mà bị liệt được ông Võ Hoàng Yên trị, còn mấy chục người kia là đệ tử làm không à, nguyên buổi sáng đó. Nhưng mà tôi nói để tôi thử coi, tại hồi nãy tôi đã, trước khi vô buổi sáng tôi thấy mà xây dựng chùa nó ngay, tôi cũng cho chút đỉnh rồi, tôi cũng đóng góp mà. Thì tôi mới thấy, nghe bà nó nói vậy tôi mới lợi cái bàn mà để sắp số đó. Thì buổi sáng tôi nghe người ta nói đồn đó, là bây giờ có hơn mấy ngàn người đang chờ, nhưng mà phải đăng ký lại hết, đợi kỳ sau, chứ bây giờ là không có đủ người nữa rồi, thấy chặt người hết. Thì tôi mới nói, lại nói với người đó, thì tôi nói em ơi em, anh là ở bên Mỹ về, anh cũng sắp đi rồi, nếu mà chờ anh sẽ chờ, nhưng mà anh sắp đi về Mỹ rồi, cho nên là mấy em có cách nào giúp cho anh được Võ Hoàng Yên trị hay không? Nếu mà được, anh sẽ đóng góp cái tiền xây dựng chùa là nhiêu đây nè. Thì nói thật cho ra mà nếu trong đầu óc anh không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà anh cầm một xấp tiền đó ra đưa cho mấy người đó. Mấy người đó nói ok anh ghi tên xuống đi để tôi hỏi thử tôi có thể nhét vô được hay không nha, chờ chút. Thì tôi nói đúng, thì giờ mấy em, giờ tiền anh để đây nè, nếu mà có cái số mà được ông Võ Hoàng Yên trị thì anh sẽ đóng góp như đây nè. Thì chắc khoảng chừng vài phút sau, 5-10 phút sau, 15 phút sau thì nó nói anh tôi sắp xếp cho thầy Yên trị cho anh, nhưng mà phải buổi trưa nha, chứ bây giờ không được. Thì tôi mới nói tôi nói được, đâu có sao đâu, giờ là chắc chắn rồi. Ông nó nói đưa anh cái số, thì tôi mới cầm một nắm tiền đó, tôi mới bỏ vô cái thùng mà đóng góp vô xây dựng chùa đó. Rồi tôi được cái thẻ. Thì buổi chiều hôm đó, thẻ anh nhớ là thẻ màu, thẻ nó làm sao mà? Thật sự tôi không, giờ tôi không nhớ cái thẻ màu gì, tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ là tôi là số 4 đó. Tôi anh, nhớ anh số 4 hả? Tôi số 4. Có cái số 4 cái thẻ, tôi không nhớ rõ lắm cho nên tôi không dám nói bậy, nhưng mà tôi nhớ là cái số 4. Cho nên sau khi bữa trưa đó thì tôi được sắp xếp vô trước. Trước giờ đó tôi được sắp xếp thì tôi ngồi hàng số 4. Còn dài tôi qua trời mà xe lăn, đa số xe lăn không à. Thì tôi mới nói trời ơi chính ơi, mày dám bỏ tiền để giành giật trị cho mấy người kia. Thì xong lát tí xíu sao ông Võ Hoàng Yên từ cái cầu thang ở trên gác, ở trên lầu vậy tôi không biết, đi cầu thang đi xuống, vỗ tay qua chừng qua đất luôn. Thì sau khi ông trị 1, 2, 3, cái sắp tới tôi rồi, cái tôi mới thấy mình ngồi trong lương tâm mình không cho phép làm vậy, tôi mới nhường. Một, tôi nói thôi bác qua trước con, rồi bác qua trước con, qua trước. Thì nói ngay tôi cho qua lúc ổng trị đó, thì tôi đã cho qua hết hình như 2-3 người gì đó. Ổng trị hết người này, cái ông qua hai người trước tôi, cái ông hỏi ủa anh làm gì ngồi đây mà anh nhường chỗ. Tôi mới nói thầy ơi thầy, mấy người này tôi thấy bị nặng quá, cho nên để người ta trước ngồi lâu tội nghiệp quá, còn tôi chỉ bị thối quá cột sống thôi, chỉ bị tê chân thôi. Ông nói đâu qua đây rồi giờ muốn trị không? Tôi mới nói là ông là dạ muốn chứ, tôi mới vô đây chứ. Cái xong thì ông mới lật ra cái lưng nó bị đâu,
ông mới rờ ông bấm vô ông đi. Bị quá nặng đi chứ làm sao mà nói bị nhẹ. Thời gian ngắn này thôi là anh bị liệt luôn á. Tôi mới mừng quá, trời ơi thôi dạ thầy trị cho tôi đi trị. Ông trị cho tôi 5-10 phút gì đó, đại khái là ông nói ra ngoài lấy thuốc đi. Rồi uống hết rồi chứ không gì đâu. Tí xíu tôi mới ra ngoài lấy thuốc. Thì lúc đó là sau khi cái chuyến đó rồi, tôi về 2-3 tuần lễ, cái lưng của tôi nó bầm đen vậy nè. Tôi uống thuốc, tôi tha dầu, tôi làm đủ trò hết. Thì sau khi 3 tuần lễ nó mới hết, là nó hết cái bầm của ổng bấm đâm cái đồ gì mà cứng ngắc vô đó, trong cái lưng của tôi đó. Chứ còn cái tê giống nhau, còn y chang. Thì tôi thấy hai, tại nguyên ngày tôi coi, tôi ở đó nguyên ngày, mà tôi thấy ổng nói chuyện rất là đạo đức, là nói ngay là tuyệt vời. Ổng là một người tu sĩ tuyệt vời. Thì tôi mới nghĩ là chắc có lẽ là sau 3 tuần, tôi nghĩ chắc có lẽ cái duyên mình chưa tới ha, cái kiếp trước mình bị cái gì đó, cho nên mình trị kỳ này trị không hết, thôi để mai mốt mình đi trị khác. Thì trong cái lúc mà tôi nói chuyện với mấy người đó đó, tôi có số điện thoại của tổng cộng 3 người, là của ông đó đó, một số ở Mỹ và 2 số ở Việt Nam. Thì lúc đó thời gian ngắn sau tôi mới đi, chắc chừng 1-2 tuần tôi trở về Cali. Thì khoảng chừng vài tháng sau, tự nhiên tôi nghe cái tin nhắn là: ồ anh ơi, ông Võ Hoàng Yên chuẩn bị ngày đó ông ghé cái chùa Tâm Từ ở San Jose, California. Thì từ nhà tôi lên đó đó là chạy khoảng 6-7 tiếng đồng hồ. Tôi mới mừng quá đi, tôi sắp xếp. Thì lúc đó tôi cũng nhắn, tôi kể chuyện gia đình tôi nghe, ông trị người mù vậy đó. Thì có một đứa đó, nó tên là con Cecilia, nó là con của bạn tôi. Tôi cũng rủ đi luôn, rủ mấy người bạn kia khác đi nữa. Thì nó ngay lên đó chùa Tâm Từ, thì tôi cũng điện được trị một lần đó, rồi mấy đứa kia trị lần nữa. Nhưng mà khi về đó, mấy người kia nói: à cái chuyện này mới quan trọng, tôi quên. Khi Cecilia nó bị gọi là bị tai biến đó, nó đi cà xích và nó đi được, nó đi à, một chân mà đi vậy nè, chậm. Thì khi lên trên đó đó, trong cái nhóm ông Võ Hoàng Yên thông báo là những người trị rất là nặng ông Võ Hoàng Yên mới trị, còn sơ sơ là sẽ những người đệ tử ông trị. Thì sau khi con Sạch Sĩ Lạ nó vô đó, được ông Võ Hoàng Yên trị. Lúc mà trị đó thì nó ngồi xe lăn về. Ông trị xong cái ông hỏi: đứng dậy coi. Thì nó đứng dậy. Anh giờ đi được, đi coi. Nhỏ nào mới đi cà xích vậy đó. Thì ông nói: chúc mừng đi. Người ta vỗ tay quá chừng quá đất luôn. Thì tí sau nhỏ đó ra, nó mới nói là: chú ơi chú, bình thường con đã đi xin cà nhắc vậy rồi, con đâu được trị gì đâu. Và tôi mới thấy làm lạ, nó từ từ chắc con về từ từ nó bớt coi sao. Thì trong cái buổi đó đó, sau khi buổi trưa, sau trưa rồi, có cái ông thị trưởng ra. Lúc đó có tôi đó, ông thị trưởng ông mới đứng ra, ông ghé đây chừng ông tính vài phút để ông coi như thế nào. Nhưng mà ông không ngờ ông ngồi đây 2 tiếng đồng hồ, ông thấy thật là một chuyện gọi là ông không thể tin được nữa. Cho nên ông đã điện những cái người mà trong văn phòng thành phố San Jose đó, ông lấy cái giấy khen ra, ông ngưng đó để là mọi người ngưng lại đó, để ông thị trưởng chỗ đó, thị trưởng San Jose đó, California, ông tặng cái bằng khen cho ông Võ Hoàng Yên. Ông thị trưởng đó là người Việt Nam hay người nước ngoài? Ông đó là cái người không phải Mỹ trắng, không phải Mỹ đen, mà ông lai lai, ông giống như người nửa Trung Đông với Hawaii hay người gì đó, khó nhìn lắm. Không biết ông đó là người gì, mình không nhận được, nhưng mà chắc chắn không phải Mỹ đen, không phải Mỹ trắng, không phải A Đông. Ông lai lai người gì lạ, lỗ mũi cao, nhưng mà mặt ông thật lai. Ông lai cái gì đó không biết, tôi không hiểu. Thì theo cái sự việc này thì tôi thấy tôi nhờ mọi người cứ hình dung lại cái cảnh ông đó, ông trị cái người mù bẩm sinh mà hết, mà thấy đường, thì hỏi làm sao tôi không tin. Và những anh em bạn bè khi tôi kể này là chuyện sự thật, cho nên là vậy tôi mới tin, chứ tôi cái đầu tôi cũng cứng lắm, tôi khó tin lắm. Cái thứ nhất, thôi bây giờ để làm sáng tỏ cái chuyện này, tôi cũng cần muốn biết, tôi cũng có nửa tin là ông Võ Hoàng Yên là người lừa đảo, nửa là tôi muốn làm sáng tỏ chuyện này. Thì bây giờ
Nếu từ đây tới 1 hoặc 2 tuần nữa ông Võ Hoàng Yên, người của ông Võ Hoàng Yên liên lạc với tôi, ở tỉnh Tiền Giang này có 200 mấy chục người mù trong cái đội mù tỉnh Tiền Giang nè. Nếu ông Võ Hoàng Yên trị được 2 người thôi trong 200 mấy chục người đó, là nó giống như 1% đi, trị được 2 người, tôi sẽ cho hết những tài sản của Việt Nam của tôi ở đây nè, 1.700 mét vuông nè, cái này là khu hai vợ chồng tôi là về đặng có Việt Nam có chỗ ở nghỉ dưỡng thôi, nhưng cái này của hai vợ chồng tôi đó, ngay cả xe du lịch đồ tôi cho hết, tôi tặng ổng hết để xin lỗi ổng là tôi hiểu lầm, đúng không? Còn nếu mà ổng trị không được, tôi hoàn toàn không bắt bẻ ông một tiếng gì hết, không bắt bẻ gì hết trơn rồi. Đó là sự gọi là tôi muốn cho ổng chứng minh người ta là ổng không phải là lương y dởm, là một lang băm, và ổng là một thần y, không trách ổng tiếng nào hết. Ổng ra về mọi sở phí ổng và nhóm của ổng mà lại đây tôi đài thọ hết, nhưng mà phải có pháp y, phải có những người gọi là chuyên nghiệp người ta lại ta khám, chứ để ngừa ổng đưa người này vô kia vô hay là như thế nào đó, đúng không? Và bây giờ là anh kể trực tiếp cho em nghe cái câu chuyện ở Mỹ á, tức là khi mà chị như vậy xong á, trao bằng khen, nhưng mà một từ mà khi mà đi khám bệnh mà thông báo trước như vậy á, thì mình có phải tốn cái chi phí gì không anh? Anh phải đem lại, nói đây thì nó hơi đụng chạm lắm. Anh đăng ký trước rồi anh lại cái thằng đó đó, cái thằng đó mới nói ừ kỳ này cũng đang xây chùa chưa có đủ, còn cái kinh phí rất là ít, cho nên không có đủ để xây một cái chùa, cho nên anh giờ anh là anh tiếp tục anh đóng góp để xây chùa. Thì tôi cũng không nhớ là cái con Sasila đó là chồng nó, hai vợ chồng nó đi đó, là nó đóng góp nhiêu, bạn tôi đi không đóng nhiêu nữa, nhưng mà tôi thật sự mà tôi nói là của tôi, nói xong là tôi lợi tôi móc cái bóp của tôi ra, cái tiền mà tôi rút ra để chi phí đó tôi bỏ, tôi chừa lại có 200 đô thôi, là tôi bỏ hết trong cái thùng luôn. Tôi không nhớ nổi, chứ tại tôi không nhớ, chứ nếu mà nhớ tôi nói rồi, nhưng mà tôi bỏ hết vô trong đó luôn đó. Thì sau khi vô đó được ông trị lần thứ hai không có giảm cái gì hết, mấy người bạn tôi cũng, tại người ta nói nó không hết vậy trơn, nó không có bớt một chút xíu nào chú ơi, tôi thấy rất khổ thẹn. Nhưng mà mình nghĩ chắc có lẽ là giống như ông Võ Hoàng Yên, ông nói đó là cái nghiệp hay cái gì bị rồi, cho nên thôi mình cố gắng làm những chuyện gì cho nó tốt lại thì nó ông sẽ hết cái nghiệp thôi. Còn con bé đó đó, nó là con Sà Si là nó cũng ra trường bác sĩ rồi, viên lược, đứa gái của tôi, đứa gái út của tôi đó, cho nên là trời ơi, tôi cũng hổ thẹn với nó, không biết làm sao, nhưng mà ông trị được giờ tôi làm sao vậy? Cho đến giờ phút này tôi cũng nợ những người bạn của tôi mà tôi kể cho họ nghe vậy đó, mà họ trị không hết, nhưng giờ tôi làm sao đây, tôi không có cách nào làm sao hết. Đó giờ tôi nhắn cho quý vị nào mà ví dụ như mà có tin không tin, đó là tùy theo mỗi con người thôi, có tin hay tin mỗi con người thôi, tin mỗi con người. Bây giờ thí dụ mà đặt cái trường hợp á, bây giờ ông Võ Nguyên có mặt tại nơi đây thì anh sẽ phản ứng là sao? Tôi sẽ nói dạ thưa thầy, thầy làm ơn thầy trị chừng 2 người thôi, trong 200 mấy chục người đó trị 2 người thôi, tôi sẽ quỳ tôi lại thầy, xong rồi tôi hiến hết luôn những cái gì mà tôi có ở đây, tất cả tôi chỉ xách cái ba lô trở về Mỹ. Còn nếu mà ông muốn tôi, ông trị được á, ông muốn tôi theo làm đầy tớ ông, tôi đi làm liền, tôi làm liền à. Tại vì tôi không có đi làm, tôi mười mấy năm nay tôi không có làm cái gì hết, tôi chỉ ăn đi chơi thể thao đó, thấy không? Còn ở đây vậy nè. Rồi, nhưng mà đó, ông muốn cái gì tôi giao cái mạng này cho ông, muốn xử tôi sao cũng được hết. Hôm nay là em rất là có duyên khi em gặp được anh Chính luôn. Thì để anh lên cái tiếng nói mạnh mẽ để cho những cái người mà người ta bị lừa đó, người ta không biết đó, thì người ta thấy những cái hành động mạnh mẽ của anh để người ta cũng lên tí, để mà cho một cái cộng đồng có thể sạch hơn. Thì ngày hôm nay là em rất là cảm ơn anh về cái cuộc trao đổi ngày hôm nay anh Chính. Rồi, không có gì, không có gì. Rồi, cảm ơn. À, món khô đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là món khô này, thì cô chú anh chị chắc hẳn là cũng rất là quen thuộc với nó, không còn xa lạ nữa.
Đây là cái khô mà cá sặc nha mọi người, cá sặc. Đó, cá sặc là mọi người có liên hệ với em nha. Mọi người có liên hệ với em qua Zalo thì em sẽ giao và ship tận nơi cho cô chú anh chị nha. Khô cá sặc là 450 một ngàn một ký nha mọi người, 450. Đó, mọi người cứ ok inbox cho mình. Đó, khô cá sặc. Và đây là khô lăng phòng, khô lăng phòng gọi là khô cá tra đó mọi người. Đó, 350. 350 nha cô chú anh chị. Đó, rất là ngon. Thì quý vị hãy mua ủng hộ mình nha. Và tiếp theo là khô cá lóc. Khô cá lóc có hai loại nha mọi người, một loại lớn hơn như thế này và một loại nhỏ như vậy. Loại nhỏ này là loại cá lóc đồng. Đó, cá lóc đồng thì cô chú anh chị mua thì hãy ủng hộ em, 400.000 thôi. Đây 400.000, cá lóc lớn nó cũng 400.000 nhưng mà cá đó là chắc là cá nuôi thôi quý vị. Còn cá là cá đồng nó nhuyễn hơn. Thì cô chú chị thích lựa chọn nào thì cô chú anh chị cứ lựa chọn. Rồi ok.